của hạt rau lan, vô xào tỏi cả nhà. Rau can cua nhà mình à, tốt vậy chưa. Bây giờ mình lặt vô một mớ để mình trộn. Mình trộn cho ăn. Ăn không ngon, giòn mà cái rau càng cua nó có vị chua chua mà nó nước nhiều ăn ngon lắm. Ăn mà mê luôn á. Đã ra cả nhà. Rau càng cua ngon lắm. Tốt dễ sợ. Ta nói đói ý, ăn rau mà đau uống thuốc. Đói ăn rau mà đau uống thuốc. Mà mình đâu có đói đâu. Ở Mỹ mà đâu có đói mà mình thích ăn rau. Ăn rau tốt cho sức khỏe. Ăn rau nó nhẹ bụng đó. Thích ăn vậy á. Trộn xong rồi cái là nướng cái bánh tráng rồi xúc ăn. Ngon. Rau ở nhà trồng nó rau sạch. Có tứ gì tứ nước thôi. Cái hột qua xong cái mình gieo vô trong cái thùng chanh, thùng cây chanh á, cái rồi nó lên. Nó lên nó dày quá mình bứng ra mình trồng ở chỗ khác. Rồi trong đó vậy mà nó cũng dày dục luôn á. Từ cái thùng nó rộng á, sẵn mình gieo vô đó luôn. Mà lên ngon dễ sợ luôn á. Cuối cùng mà trong cái thùng này là ngon nhất. Đã luôn. Một bụi nó mà là một bụi nó mà coi như là cả lạng luôn á. Hơn lạng luôn. Ngon cả nhà. Rau càng cua cũng dễ trầm. Mình mà trầm đâu được chừng ít thơ. Xong bắt đầu nó ra cái hột á. Rồi cái hột nó rụng nó mọc. Nó mọc à. Mọc lên ha. Ngon. Bụi mà thấy không? Bụi nó mà ngon rồi chưa? Mà trong đó là nó tốt vậy. Mà nó chịu trong mát. Cái mấy cái thùng kia nó ở ngoài nắng á, nó không có tốt vậy đâu. Đó mình nó chịu rau càng cua nó chịu mát. Mới đây mình hái gần cả rổ rồi ha. Mau quá chưa, ưa qua lại mà thấy gần cả rổ. Ngon chưa cả nhà. Qua lại em cả rổ. Ngon chưa? Trưa là mình có dĩa rau trộn à. Ngon lành à.
Mua chưa cả nhà. Nó mướt luôn. Trời cả mụn. Dính cục, dính hòn ở trong này ha. Phải lặt cho hết cái chùm này rồi mới ra được. Nó mướt luôn. Ngon chưa? Cuộc sống của nhà nông ở Mỹ ha. Sáng nào cũng ra thu hoạch rau rồi vô rồi xong rồi đó. Đi chợ là chỉ mua thịt mua cá rồi thôi, chứ còn rau rác ở nhà có hoa quả cây coi như là bầu bí mướp ớt chua ăn như dưa leo ngon lắm. Ăn nó giòn mà nó ngon. Ớt ở nhà ớt sừng á mà ăn nó cho không nó cay nhưng mà nó thơm lắm, ngon. Mình hái mà nhiều quá, ớt chín mình để nhiều quá là mình làm tương ớt, làm sa tế ớt thả. Mình nhổ xả vô mình làm sa tế. Nhà có trồng đó. Chịu khó trồng có ăn à, trồng sữa sạn. Ở Việt Nam không biết làm rẫy làm đồ chứ mà qua đây là rành luôn à, qua đây là mà coi như thành người nông dân, nông dân làm vườn làm rẫy, nghề nó dậy ra nghề. Mà làm ra chịu khó mà có ăn đồ tư này mà ngon nữa, sạch nữa, bảo đảm chất lượng. Một rổ thấy không cả nhà, thấy chưa, mau quá chưa đó, đã ngon lắm, nộn mướt luôn, không mà đó một rổ luôn. Ngon chưa? Phê cả nhà mà nó nước ngon lắm. Một cây nó cũng to rồi. Mà đi dài nó tốt ghê đời luôn. Ngon lắm. Đó, một rổ luôn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tân Sang Cuộc Sống Hàng Ngày. Cảm ơn các bạn nhiều. Thank you. See you next time. Leader video.
hẹn lại các bạn video sau. Chúc các bạn ngày mới vui khỏe trẻ. Bye. Bye các bạn, bye. Ngon rồi chưa cả nhà? Đã không? Đó, thấy chưa? Mớ hái vừa qua vừa lại mà coi như đầy rổ, một rổ gì chứ. Một rổ gì chứ nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm, cái này chứ phải 2 kg, 2 kg. 2 kg mà bên Mỹ là gần 5 phao.